Mà cái cội nguồn truyền thừa ở đây thì cũng có các vị mới cho nên cũng chưa có đọc qua, cũng có chưa tham khảo, cho nên tôi xin nhắc lại. Thì tất cả các vị học Phật ai cũng biết ở Đức Thế Tôn của chúng ta thì 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, và tất cả những cái học thuật của thế gian Ngài đã làm xong hết, và tất cả những cái pháp tu mà của các ngoại đạo mà nổi tiếng thời Đức Phật thì Đức Thế Tôn chúng ta cũng đã học qua, và tất cả những cái pháp môn đó Đức Phật thấy chưa có phải. Recording in progress. Bắt đầu thì theo học với 5 anh em ở nhà Kiều Trần Như, và thấy không thành tựu cho nên Đức Phật mới là từ giả ra đi đến nơi này nơi khác, rồi học với tất cả những cái đạo sư của ngoại đạo, cũng học với Quốc Lộ Lâm Phất. Nói tóm lại là tất cả những cái pháp môn của ngoại đạo thở đó nó chưa phải là cái chỗ cứu kính, cho nên Đức Phật mới trở về tự mình tu tập. 5 năm tìm đạo rồi, 6 năm khổ hạnh cũng không thành tựu nữa, thì cuối cùng là thấy cái khổ hạnh cũng chưa phải, cho nên trung bình cũng gọi là trung đạo. Cho nên là đi xin ăn ngày một bữa, rồi khi mà về với cội Bồ Đề đó thì các vị biết là Đức Phật cũng phải phát cái lời nguyện. Hồi xưa tôi gọi là lời thề: ta ngồi nơi đây mà không thành đạo vô thượng bồ đề thì là không rời khỏi chỗ này. Chính cái lời nguyện đó cho nên làm ngài mới là dũng mãnh, và cuối cùng sau mai mọc nó thành tựu chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà khi Đức Phật thành tựu rồi đó thì các vị học Phật cũng đã biết, thì có nơi thì nói là thành đạo rồi đến là tìm 5 anh em ở nhà Kiều Trần Nhu để thuyết pháp, và tất cả các vị này cũng đều chứng quả A-la-hán, cho nên có Phật có pháp có tăng. Có nơi thì nói là Đức Phật khi mà thành đạo rồi thì cũng là thuyết pháp Kinh Hoa Nghiêm 21 ngày. Cái chỗ cao cột làm cho những cái hàng thanh văn duyên giác cho đến phẩm phu nghe không hiểu, mà chỉ có hàng Bồ Tát mới là vui mừng. Rồi lần được đi giáo hóa các nơi thì thấy tất cả những cái đệ tử của mình như ngài Xá Lợi Phất, Mục Quyền Liên, Tu Bồ Đề, Gia Sát, nói tóm lại những hàng đệ tử đều là quá vị hết. Nhưng mà cái kinh Pháp Hoa nói đó là quá thành, thanh văn duyên giác cho đến Bồ Tát thì là quá thành, chứ không phải là bảo sở, mà bảo sở đó là cái cuối cùng mà Phật muốn rằng đệ tử mình đến. Cho nên Đức Thế Tôn mới là phương tiện, mà cũng đồng thời là trực chỉ, hay là chỉ thẳng, hay là biểu thị trực tiếp một vào một bộ an cư kiết hạ. Thì theo Phật lịch, theo Phật đã chế định đó, thì tất cả những người tỳ kheo đều là an cư tại một trụ xứ, chứ không được 2 hoặc 3. Nếu 2 hoặc 3 thì là phạm lỗi. Nhưng mà các vị biết cái người phụ tá Đức Phật đó, là sau đó là người ngài là ai? Là văn thù. Mà văn thù á thì theo như sư liệu nói là thầy của bãi Đức Phật,
Mãi Đức Phật là tùy bà thi Phật, thi phi Phật, từ xá câu lâu, câu na hà mâu ni. Rồi Ngài Văn Thù lại là thầy của bãi Đức Phật, là Xeo Bò Tá, Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà tại sao Ngài Văn Thù lại là ăn cư ba điểm? Cho nên gần mãn hạ đó thì cũng có họp chúng, như ngày nay chúng ta đi các cái đạo tràng các nơi đó, thì khi vô hạ cũng phải là họp chúng để phân công, mà khi mãn hạ thì phải kiểm điểm những cái việc đã qua và hoạch định cho ngày mãn hạ tới. Thì một hôm cái cuộc họp đó thì Ngài Văn Thù tham dự, thì Ngài Ca Diếp biết được Ngài Văn Thù ăn cư ba điểm, cho nên không có chấp nhận để cho Ngài Văn Thù tham dự cuộc họp. Cho nên cầm cái khánh để đánh lên và báo cho mọi người biết để đuổi Ngài Văn Thù ra khỏi đại chúng, tức là khỏi cuộc họp. Ngài cầm cái dùi nhất không có lên, trong khi đó là có hiện ra vô số Văn Thù. Thì Đức Phật nói ông đuổi Văn Thù nào. Đây là cái chỗ Thiền Tông đó, ý cứ cái điều thứ nhất. Và chính cái chỗ này đó làm cho cái Ngài Ca Diếp là cái vật thượng thủ trong cái hàng thanh văn, người có mật hạnh là khổ hạnh, và người đó thông tuệ đạt ra chỗ A-la-hán viên mãn, cho nên ứng dụng không qua tác ý. Nhưng mà đến cái chỗ cuối cùng mà chưa phải, cho nên Phật phải là để cho Ngài Văn Thù tham dự cuộc họp đó, cho Ngài là Ca Diếp cầm cái khánh nhất không lên. Chính vì thế cho nên Ngài là Ca Diếp mới thắc mắc. Và đến một hôm thì giữa Pháp hội Linh Sơn thì có vô số người vua quan đợi thần, thì theo ni U Hòa Tắc U Hòa Di, hàng La Hán, hàng Dương Giác và hàng Bồ Tát có đủ. Nhưng mà Đức Phật đưa cành hoa là biểu thị, không ai hiểu gì hết, trời người đều ngơ ngác. Chỉ có Ngài Ca Diếp mỉm miệng cười. Thì Đức Phật liền phó pháp là ta có chánh pháp nhẫn tạng niết bàn diệu tông, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, giáo ngoại biệt truyền, chỉ thẳng tâm người sẽ tánh thành Phật. Nay phó chúc cho Ma Ca Diếp. Từ đó Thiền Tông lấy cái đây làm là tông chỉ, cũng lấy đây làm mô phạm. Rồi từ tổ Ca Diếp mà truyền lại cho Ngài A Nan là Thương Na Hòa Tu, cho đến tổ Bồ Đề Đạt Ma Sang Trung Hoa mà chỉ dạy cho đến chúng ta ngày nay. Chứ không phải khi không mà do cái người đời sau bày ra những cái pháp thiền này. Là tại sao nói tổ sư thiền, nói là Thiền Tông cũng được, tổ sư thiền cũng được. Bởi vì Phật là người là sĩ tổ, Ngài Ca Diếp là sơ tổ, Ngài A Nan là nhị tổ. Cho nên nói tổ sư thiền cũng được, nói Thiền Tông cũng được, mà nói giáo ngoại được truyền cũng được, bởi vì không có ghi trong kinh điển, truyền riêng ngoài giáo điển. Người đời sau ghi lại gọi là tục tạng kinh, hay gọi là ngữ lục. Ở đến là lục tổ Huệ Năng chỉ là có kinh Pháp Bảo Đàn, mà không phải khi không mà đến cái tổ Huệ Năng mà thành lập Pháp Bảo Đàn. Mà ở đây cũng là thừa ý chỉ, tức là cái mật truyền với chư Phật đã quyền ký, cho đến đời sau có cái gì cái gì và cái gì truyền cho ai. Một sự truyền thừa nó mạch lạc rất rõ ràng. Chỉ có những người được truyền thừa mới hiểu được cái mật ý của Phật đã chỉ dạy cho người đời sau.
Còn tất cả những tổ sư kiến tánh mà không được kế thừa ngôi vị tổ của thầy mình á, thì cũng không hiểu được cái dũng đó. Cho nên chúng ta thấy thậm chí đến ngày Thủ Sơn tỉnh niệm là một người thường xuyên lỗi lạc. Nhưng mà sau khi kiến tánh rồi, ngài không có ra hoằng pháp, thì cái vị huynh đệ mới đến mới quở trách là thầy ẩn cư một mình á, là chỉ có lợi cho bản thân mà không có lợi cho đệ chúng. Thầy không nhớ cái lời của tổ sư, tức là ngài Lâm Tế, cái chấp thi trì tịch. Ngài nói rằng là giáo pháp của ta không được dứt mất. Ở trong đó có một vị đứng ra nói, không rõ là ngài Nam Diện Vệ Ngôn hay là ngài Vương Quá Tùng Tương gì đó, mới thốt lên rằng là chúng con không làm mất chánh pháp nhân tạng của hòa thượng. Ngài Lâm Tế nói rằng ai biết chánh pháp nhận tạng của ta đến con rùa mù diệt mất. Thì ngài Thục Sơn, ủa có lời này nữa sao? Nó có, ai cũng biết mà. Mà chính ngài Thục Sơn cũng không biết chuyện này, mà chỉ là cái người thứ năm thôi. Ngài Lâm Tế, ngài Hương Quá Tồn Tương, Tồn Tương Nam Viện Viên Công, tổ thứ ba. Thứ tư là công việc nghiên chiếu. Tổ thứ năm ở lời ngài Thủ Sơn tỉnh niệm. Chỉ mới có năm đời thôi, nhưng mà ngài cũng không biết được cái lời nói đã của ngài Lâm Tế là ai biết chánh pháp nhãn tạng của ta đến con rùa mù dập mất. Bậc tổ sư mà chúng được nghe mà. Cho nên nhờ người bạn mình nhắc, cho nên ngài đứng dậy dựng lại tông phong chứ không ẩn cư nữa. Từ đó tông Lâm Tế mới là rạng rỡ, mỗi ngày một tinh thành hơn. Mặc dù là tất cả những đệ tử của lục tổ, đệ tử của ngài là công việc nghiên chiếu cũng bằng quá, nhưng mà cái chánh mạch thì nằm ở nơi cái ngài là Thủ Sơn tịnh niệm. Có những cái điều mà chỉ nói truyền miệng thôi, không có ghi lại văn bản. Nếu mà ghi lại văn bản thì không gọi là giáo ngoại biệt truyền, cũng không thể gọi là chánh pháp nhận tạng. Cho nên tổ sư ngày xưa đó, các ngài kiến tánh rồi đó, mới ra hoằng pháp. Bởi có kiến tánh mới biết được cái căn cơ, cái nhân duyên của người học đạo, rồi dính mắc ở chỗ nào, rồi các ngài mới là gỡ cho cái vị đó. Rồi sự truyền thừa đó cho đến bây giờ nó chưa từng gián đoạn. Nếu ai có duyên đó thì giờ mới gặp lại. Chính vì thế mà kinh Nhân Quả nói rằng giả sử ba thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ, thời quả báo hoàng tự thọ. Tức là chúng ta đã gieo được cái nhân với chánh pháp, dù đã trải qua muôn ngàn ức kiếp đi nữa nó cũng không mất. Rồi nhân duyên hội đủ thì chúng ta sẽ gặp lại. Mà đã gặp lại rồi thì có tu hay không là do nơi sẽ khác vị. Thì là ngài Đại Huệ là tổ thứ 12 của tông Lâm Tế, tức là đến cái đời thứ 8 mới tách ra hai nhánh. Một là ngài Quảng Long Huệ Nam, đó gọi là Lâm Tế Chánh Tông. Hai là ngài Dương Kỳ Phương Hội, thì gọi là Lâm Tế Gia Phổ. Bởi là ngài Tự Minh Sở Viên được hai vị này là rất là lỗi lạc, thì hai cái vị này sau đó là lập tông gọi là tông Dương Kỳ, và cũng đồng thời là tông Hoàng Long. Cái này có nhiều nơi chúng ta cũng phải nhầm lẫn, thì mình cứ nói là Lâm Tế Chánh Tông, nhưng thật ra đó mình phải quay kỹ này trong gia phổ, trong cái pháp quyển cũng gọi là trong gia phổ,
thì hầu hết tới 80% là phát xuất từ Ngài Dương Kỳ. Ngài Dương Kỳ thì là có người đệ tử tên là Bạch Vân Thủ Đoan. Ngài Bạch Vân Thủ Đoan là số thứ 9. Thứ 10 là Ngài Pháp Viễn. Thứ 11 là Ngài Phật Quả Khắc Cần. Thứ 12 là Ngài Đại Huệ, là cái người soạn lại, viết lại cái Thiền Lâm Bảo Quấn cho chúng ta. Bây giờ chúng ta tham khảo đến cái tập 20. Viễn Công nói: ôi, tức là cái lời sang cái ngày ban đầu, trong khoảng trời đất thật có những vật sinh trưởng rất dễ dàng. Nếu thời tiết cứ một ngày ấm mà 10 ngày rét, thời cũng không thể nào sinh ra được. Diệu đạo vô thượng tỏ rõ ngay trong tầm mắt, tức là mình đó là tu tập của Phật Pháp đó, thì cái ngày đêm phải liên tục, chứ không thể là một nóng mà 10 lạnh, giống như trời tiết ở bên ngoài. Nếu mà mưa suốt thì cây cối sẽ ổn, mà nắng quá là cây cối nó cũng phải cháy. Cho nên mưa thuận gió hòa thì cây nó sinh trưởng đều đặn, nó đơm bông có trái được. Còn sự tu hành của chúng ta cũng thế, tức là phải liên tục, chứ không thể là một nắng hai sương được. Mà một nắng hai sương là không bao giờ thành công. Vì thế nên không phải là điều khó thấy, chỉ cần nơi bền chắc của chí, tức là chỉ cần chúng ta là ngày ngày không lui sụp, thì minh tâm kiến tánh quyết định có Ngài. Đó là lời khẳng định của Ngài Quy Sơn: sinh sinh dục năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ. Tức là hàng ngày mình không có lui sụp thì nhất định chúng ta sẽ thành tựu được minh tâm kiến tánh, tức là quả Phật đó. Chỗ tận lực của hành thì ngay nơi lúc đứng hay ngồi cũng hay tới được, tức là đi đứng nằm ngồi, chứ không phải nhất thiết là chúng ta đến cái đạo tràng mới ngồi được. Rồi chúng ta khi ngủ rồi mình cũng e ngại không dám hành trì, hoặc là đi tắm thì vệ sinh rồi mình cũng e ngại. Thì bất cứ nơi nào, chốn nào cũng là đạo tràng để cho cái hành giả tu tập hết, chứ không riêng là ở nơi cái chính điện, ở nơi nhà tổ, không phải, mà bất cứ nơi nào, trong phòng ngủ, trong chỗ ăn, chỗ vệ sinh, nơi nơi chốn chốn cũng đều là chỗ hành giả tu tập. Đây là lời nhắc nhở của Ngài Viễn Công. Giả hoặc có một ngày thì tin rồi, thì 10 ngày lại ngờ vực, tức là một tin mà 10 ngờ thì là không được rồi. Cho nên cái niềm tin đó là lịch đại tổ sư trải dài lịch sử, là cả mấy ngàn năm nay cũng đều nói là niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức, mà cái niềm tin là mẹ sanh ra chư Phật, mà niềm tin đó là đưa chúng ta đến cái chỗ bất thối chuyển. Cho nên cái niềm tin mà mình nó vững chắc rồi, thực hành mới thành tựu được đạo quả. Cho nên niềm tin phải tin sâu, tin chắc vào cái nhân quả. Bởi vì là kinh Hoa Nghiêm Phật dạy rằng tất cả đều do tâm tạo mà. Bây giờ tâm chúng ta tạo câu khởi đầu thì đương nhiên phải có nghi tình. Mà nghi tình có rồi thì nghi tình tăng vào tự tánh tự thiện. Cho nên tham thiện là nhân, kiến tánh là quả.
đâu đó rất là rõ ràng, không ngoài nhân quả được. Sớm thì siêng, mà chiều lại chán nản. À, phải chỉ những việc ngay trước mắt khó thấy mà ta sợ suốt đời còn trái với diệu đạo vậy. Tức là buổi sáng mình thực hành chút đỉnh, rồi buổi chiều mình nghỉ, rồi tối mình làm chút đỉnh, rồi mình nghỉ, này cũng không thành công được. Cho nên chư tổ mà nhắc nhở chúng ta là không được sáng tinh hay là sáng siêng chiều giải đãi là không được. Cho nên là siêng là lúc nào cũng phải siêng, giống như hơi thở, mà chúng ta không có hơi thở thì phải chết. Mình đặt cái tu của mình nên đứng hàng đầu trên mọi việc, mặc dù là đứng đầu trong mọi việc nhưng mà công việc hàng ngày á nó cũng không có chướng ngại trong cái công phu của mình, mà công việc của hàng ngày á nó cũng không có cái quên được công phu của mình, mà mình vượt được công phu, giữ được công phu nó cũng không chướng ngại công việc. Đó là cốt lõi của hành giả tham thiền, mà nói tóm lại là cốt lõi của hành giả tu Phật, học theo Phật là xứng đáng là một hành giả tu hành. Bây giờ chúng ta tham khảo tiếp đến cái phần thứ 20-11, cũng lại là Ngài Viễn Công nói cái yếu vụ của trụ trì là trước hết phải xét cái phần thủ xã. Tức là nói tóm lại cái người trụ trì khi chưa có hoặc là đã có hoặc ngày nay chúng ta đang học, thì giờ mình đang nghĩ như là Tổ Quy Sơn nói bị cái chuyện phu ngã diệt nhĩ, cái là kia là đấng trượng phu, ta cũng lại như thế, không nên tự khinh mình mà sinh lưu sụp. Ngày nay chỉ chúng ta còn ngồi học đây, tu tập đây, chứ ngày mai các vị có duyên đi ra lãnh đạo giáo hội các địa phương, cái đó không lường trước được. Điều này đã chứng tỏ 20 năm trước có nhiều vị ngồi ở nơi cái lớp giảng sư, thì ngày nay tôi đi ra bên ra Bồ Rịa Vũng Tàu là gặp 2-3 vị nay là lãnh đạo của địa phương, trưởng ban trị sự, phó ban, ủy viên thư ký, chánh văn phòng, thì là ngày nay mình học được cái đạo trụ trì hay là đạo của cái người tu hành. Là cái người tu hành là mình phải xét nét cho kỹ trước và sau. Cho nên cổ nhân dạy chúng ta trước khi nói thì phải đánh lưỡi 7 lần. Ở đây thì không đòi hỏi các vị là đánh lưỡi 7 lần, mà Ngài Viễn Công yêu cầu chúng ta là cái yếu vụ của trụ trì trước hết là phải xét phần thủ xã. Tức là cái nào buông được thì cứ buông, cái nào giữ lại thì nên giữ. Những cái mà không cần dùng mà chứa đầy chùa cũng không được, hay là những cái mà không cần thiết mà chứa đầy trong bụng, rồi hờn, rồi giận, rồi đủ thứ chuyện, cái đó là vướng phải của người tu. Nó chỗ cùng cực của thủ xã định ở trong thời, cái mầm mống của an nguy định ở bên ngoài. Tức là cái chỗ cùng cực của thủ xã định ở bên trong một thời, cái mầm mống an nguy định ở bên ngoài. Tức là do trong tâm của chúng ta thì bên ngoài phát sinh, tức là tâm sinh các pháp sinh, mà tâm không sinh thì các pháp không hề biến đổi. Cho nên lục tổ dạy chúng ta đó, ở bên ngoài mình thấy tất cả những cái cảnh giới thiện ác tốt xấu hơn thua, mà tâm không khởi mới gọi là tọa. Bên trong thấy rõ tự tánh của mình chẳng động mới gọi là thiền. Đó là trong phẩm tọa thiền mà tổ đã dạy chúng ta. Thì ở đây chư tổ đời sau các ngài cũng nhắc lại
cái mầm móng tai họa là do từ thân của chúng ta nó đưa đến phía bên ngoài. Là chư tổ cũng nhắc nhở chúng ta rằng là bệnh thì từ khẩu nhập, mà quả thì từ khẩu xuất. Cho nên chúng ta thấy một cái câu chuyện nó rất đơn giản, và giữa con cò và con rùa thôi. Rồi vào một cái năm hạn hán thì các nơi đã khô cạn, những cái ao lớn thì còn lại túc đỉnh nước, và chỉ có suối, có nguồn chỉ là nước còn nhiều. Thì một hôm con cò nó bay đến cái vùng đó, là gặp cái thời tiết cũng nắng hạn, ao hồ cũng cạn, nó cũng tìm đến nó ăn. Rồi nó gặp con rùa, rồi hai con tâm sự, rồi nói ơi anh ơi ở đây sao mà cô nắng nóng quá, rồi mồi nó sẽ hết rồi, cá cũng chết, thành ra chúng tôi đói khát. Anh từ đâu mới đến đây? Nó ở đằng kia là suối hồ cá nhiều lắm, thức ăn cũng nhiều, các anh chịu đi thì tôi giúp các anh. Rồi nó ơi tôi đâu có biết chỗ đó nó ở đâu, mà đồng thời tôi biết chỗ nào mà tôi bò xem nó tối. Rồi con cò mới nói thôi sợ anh yên tâm, bây giờ tôi là có một kìm cho anh một cái cành cây, rồi hai vợ chồng tôi là cắn hai đầu, còn anh cắn chính giữa. Nhưng mà tôi dặn anh một điều á, là ai có nói gì đi nói thì các anh cũng đừng mở miệng. Rồi con rùa nó cũng bằng lòng, nó cắn cành cây, rồi con cò nó bay đi qua cánh đồng, cứ gặp mấy đứa chăn trâu nó la làng, nó nói ơi con cò nó bắt con rùa, nó ráp nhau rồi đến nó đùa giỡn đợi nữa kìm mà đá nó chọi. Thì con rùa thấy như thế thì giờ sợ phụ lòng với con cò đi, cho nên mở miệng đặng mà thanh minh. Vừa mở miệng ra thì nó rớt trúng tảng đá nát thành. Đó là muốn thanh minh đó, của lũ trẻ đó, là cái con cò nó ý tốt, nó sao tôi đi tìm mồi chứ không phải nó bắt tôi. Định mở miệng đã dặn rồi đừng có mở miệng, mở miệng là tan thân mất mạng. Nhưng mà vẫn mở miệng, tức là hòa tùng khẩu xuất đó. Cho nên trong luật cái là gì? Luật cái phần thứ tư đó, phù sĩ xử thế hữu tại khẩu trung, sở dĩ trọng thân do kỳ ác ngôn đó. Đó là cái giới thứ tư đó, do nói dối sở dĩ hại mình là do lời nói. Cho nên ở đây tổ cũng đều nói là từ cái bản thân của mình sinh ra, chứ không phải từ nơi khác mà đến. An chẳng phải cái an một ngày, mà nguy chẳng phải cái nguy ở một ngày, mà nó đều ẩn chứa góp dần, không thể không xét nét cẩn thận. Cho nên là ở trong cái sử, học lịch sử các vị có nghe một cái câu nói mà thầy tổ mình đã dạy á, là thần tử thí, tức là thần thí kỳ quân, tức là vua ở tôi mà giết vua, tức là thần thí kỳ quân. Tử thí phu tức là phụ đó, tức là con giết cha đó. Thần thí kỳ quân mà tử thí kỳ phu tức là con giết cha. Phi nhất triêu nhất tịch chi cố, không phải một sớm một chiều mà nó thành tựu việc đó. Tất do lai tiệm giả, tức là dần dần mà nó ra vậy. Ở đây là tổ đã nói rất rõ ràng, an không phải một ngày một nó an, mà nguy không phải một ngày nó nguy, mà là góp chứa dần dần. Cho nên trong nhà sử liệu họ có một câu nói là thần thí kỳ quân, tử thí kỳ phu, phi nhất triêu nhất tịch chi cố, tất do lai tiệm giả.
Thì ở đây cũng thế, tổ ra dạy chúng ta rất là kỹ, tổ ra dạy chúng ta tư cách làm một trụ trì, tư cách cho chúng ta là một cái người tu xứng đáng là cái người mô phạm. Nếu lấy đạo đức trụ trì mà tích phần đạo đức, lấy lễ nghĩa trụ trì rồi tích phần lễ nghĩa, lấy bóc lột của trụ trì thì tích phần oán hận, tích oán hận thời trong ngoài lìa tan, tích lễ nghĩa thời trong ngoài hòa vui, tích đạo đức thời trong ngoài cảm phục. Vì thế nên thấm nhuần đạo đức lễ nghĩa thời trong ngoài vui vẻ, bóc lột oán hận cùng cực thời trong ngoài điều đau thương. Ôi cái cảm quá vui buồn tất sẽ ứng với quả phúc vậy. Tức là cái đạo đức lễ nghĩa mà ứng xử đối với nhau á, chỉ là trong ấm ngoài im, nhưng mà mình bóc lột, tức là lợi dụng đại chúng để mình tô điểm cho chính mình, thì cái đó là đại chúng không phục. Mà không phục có chỉ có ngài sẽ mang tai họa, chứ không phải từ bên ngoài, trong đại chúng thôi. Cho nên nói đầu cái quyển này thì như là ngài Gia Huệ á, rồi ca ngợi mà tích phần của ngài Minh Giáo Tông nói đẹp á, không, tức là cái tôn quý không gì bằng đạo, tức là cao quý nhất là đạo, vì đạo phải đạo thì sừng đạo, mà cái đẹp nhất không có gì bằng đức. Hai chữ đạo đức này là cái tối tôn tối thắng ở trong cuộc đời. Và lễ nghĩa, nếu mà người có đạo đức có lễ nghĩa thì đi đâu là cũng được mọi người tôn trọng. Còn mình thiếu đạo đức, dù mình ở trên cái phẩm vị cao, là viện chủ, là trụ trì, thì đi ra ngoài thì người ta cũng xì sầm ông đó, là ông là hình thức vậy chứ mà ông khắc nghiệt dữ lắm. Còn ông đó ông coi vậy chứ mà ông là tốt lắm, ta cũng là tiếng khen từ cái miệng bên ngoài. Nhưng mà mình người tu thì không cần cái này, nhưng mà cuộc sống hàng ngày làm sao để cho mưa thuận gió hòa. Cho nên là tổ dạy rất là kỹ cái cách ứng xử hàng ngày, thì chúng ta thấy là cái một cái MC mỗi một lần mà đi tuyển đi thi ở trên đài thì người nào nó cũng hay hết, mà người nào là dốc dáng cũng đẹp hết, nam nữ là nam thanh nữ tú, mà ở âm thanh là tướng tốt mới ra là trình diễn cho công chúng. Thì mới ban đầu có mấy ngàn người, mà lần lượt còn mấy trăm người, lần lượt còn vài ba chục người. Rồi do cái chung cuộc thì là có 4-5 người thôi, mà 4-5 người đó người nào cũng hay, nhưng mà qua phần ứng xử, ứng xử người nào bén nhạy và chuẩn thì người đó là thủ khoa. Thì sắc đẹp cũng vậy, thì MC cũng vậy, là do cái ứng xử. Nên cái chỗ đạo đức và ứng xử thì nó rất là cần thiết. Rồi chúng ta là được cái tổ rồi dạy tiếp, cũng chính ngài Viễn Công nói trụ trì có ba điều cần thiết. Một là nhân, hai là minh, ba là dũng. Nhân nghĩa là thực hành đạo đức, đó là nhân đó. Phát triển việc giáo hóa, an trên dưới, làm đẹp lòng người, kẻ đi người lại,
đó là nhân. Cũng như hôm trước á, là Khổng Tử hỏi đệ tử của mình á, hỏi sự tử cống, rồi hỏi nhân hồi, hỏi ba người, hỏi thế nào là trí, thế nào là nhân. Từ người trình bày nói rằng trí là biết người để cho người hiểu mình, nhân là thương người để cho người biết người ta thương lại mình, tức là mình làm cho người ta biết mình và để thương mình. Cái việc thứ hai thì trả lời rằng là nhân trí là mình phải biết người, nhân tức là lòng thương người. Cái vị thứ ba tức là nhân hồi, thì là hai vị trước là Khổng Tử nói rằng qua trình bày của ông thì là biết là kẻ có học vấn, đến nhân hồi thì thế nào, thì nhân hồi trả lời rằng trí là biết về chính mình, mà nhân là thương lại chính mình. Thì Khổng Tử khen ông là xứng đáng người quân tử. Đó, ở ngoài thế gian là dạy nhau như thế đó, thì tổ dạy chúng ta cái điều lễ nghĩa và đạo đức ở cuộc đời. Thì cần phải sáng suốt là nhân, phải có lòng từ. Nhân đó là thực hành đạo đức, phát triển việc giáo hóa, ăn trên dưới, làm đẹp lòng người, kể đi người lại. Minh là giữ lễ nghĩa, tức là sáng suốt, biết an nguy, rồi xét hiềm ngu, biện phải trái. Đó là thẩm định, minh cũng là trí, phải sáng suốt và nhận định. Mình tức là, rồi hỏi đến dũng, nghĩa là phải quả cảm với công việc, trừ cái gian, bỏ cái nịnh. Nhân mà không có minh thì như người có ruộng mà chẳng có cày. Minh mà không có dũng như người có lúa non mà không có làm cỏ. Dũng mà chẳng có nhân cũng như chỉ biết cắt cỏ mà chẳng biết gieo hạt giống. Ba điểm thiết yếu như trên mà đầy đủ, thời chốn cùng lâm hưng thịnh. Thiếu một thời suy, thiếu hai thời quy, thiếu ba thì cái đạo của trụ trì tất phải không vậy. Tức là như cái đảnh ba chân là nhân, là minh, là dũng. Có lòng thương mà không sáng suốt thì thương đặt sai chỗ, nghe cái lời nói là bồi lỗ tai rồi thích liền, cứ xỏ xẻ mét trụ trì ấy, ông này ông làm vậy vậy, cái xỏ xẻ mét ông kia ông làm vậy vậy. Mà chính cái người mét là cái người đó là sai nhiều nhất, sai nhiều nhất. Khi như mình là cũng thích người ta mét, tôi cũng thích người mét lắm, nhưng mà sao không thấy ai mét hết trơn. Tối ngày đâu thấy nghe ai mét gì đâu, cũng thích người ta mét lắm à, nhưng mà không ai mét hết. Tức là kẻ gian định lấy lòng trụ trì, lấy lòng người trên trước, người đó là không sạch được. Cho nên thời xưa trong cái bữa ăn gặp nhau, tức là Hàn Tín ở đội nhà Hán là một cái tướng quân rất là giỏi, mà cũng thở Hàn Vi đi học hành cũng có lắm bạn bè. Rồi sau khi Hàn Tín là theo phụng sự cho cái nhà Hán, tức là Hán Câu Tổ đó, tức là Lưu Quang. Sau đó khi cũng sắp thành đế nghiệp, có một cái người bạn thân cũng rất là thân mà đến nhờ Hàn Tín tiến cử với Hán Câu Tổ. Thì như là Hán Câu Tổ cũng chẳng nói gì, và chiều lại đó mới chiếc trai, tức là làm gì, làm mâm cổ đó đãi bạn. Rồi trong bữa ăn đó Hàn Tín là thấy giờ bạn ăn uống xong rồi thì sáng hôm sau nó thôi, thì là
tôi không có khả năng là tin cử với chú Thượng. Thôi anh lấy số bàn này ra về, hai người từ giá. Thì trong bữa ăn đó có gì đâu, tức là người bạn có cái món ngon nào thì gấp hết, lựa cái món ngon mà ăn. Còn món nào dở dở thì lùa qua một bên, lựa món ngon sơ trước, dành phần ăn của bạn bè mình. Chút xíu đó mà thằng Tín không dám tin cử cho ăn cầu tổ. Tức là trong bữa ăn người ta đoán được. Nên ngày xưa đó làm rễ đó, thì cho rễ bữa củi. Mà mấy ông già xưa là cũng là độc chiêu lắm. Tới củi và bần thì dễ bữa, không mua củi bần mà mua củi mắm. Củi mắm là cái thịt nó chằng chịt, mà chẻ cái búa thì nó mắc vô trong đó. Mà củi khô thì còn dễ chẻ, mà mua củi dẻo dẻo đó. Một cái thước củi để cho nó rễ trong làm. Mà người nào chẻ củi giỏi thì mới nuôi con gái Hà Nội. Rồi ăn bữa cơm là cũng xét xem như là như thế nào. Nếu mà được phải thì là mới gả, còn không thì từ chối không gả. Qua hai việc bữa ăn và bữa củi thôi. Đó là 60 năm về trước chứ sau này không có đâu. 60-70 năm về trước chứ sau này là lợi kêu và quét nhà cái nó bỏ chạy mất thì sẽ ở đâu mà kén chọn. Thì cũng thế. Cái đạo trụ trì là dẫn chúng cũng xét xem. Xét xem cái người đó như thế nào mới nhận. Cho nên trụ trì là phải có nhanh, có minh, có dũng. Không có lòng thương thì không được. Cho nên không có lòng thương á, thì như có ruộng mà không có cày. Không có cày thì lúa đâu có tốt đâu. Sáng suốt mà không có dũng á, như lúa non mà không có làm cỏ. Không làm cỏ lúa, ăn cỏ ăn hết lúa làm sao. Dũng mà không có nhân là chỉ biết cắt cỏ mà không biết gieo hạt giống. Cỏ phải nhỏ, cỏ phải nhỏ nhỏ chứ còn cắt ra cũng lên lại thôi. Ba điểm thiết yếu như trên mà đầy đủ, thời chốn tùng lâm hưng thịnh. Thiếu một thời suy, thiếu hai thời nguy, thiếu ba thì không được việc gì hết. Tức là phải đủ những cái đức này. Cho nên chúng ta khi đọc lại cái, hay là chúng ta học thuộc lòng cái Thường Lâm Bảo Quấn này, cho nó nhắc nhở cho mình rất là lớn. Còn như mình có tu á, mà học được cái này đó, thì nó hỗ trợ cho nhau. Là tự động, là mình có nghi tình á, thì lòng thương mình nó dấy khởi. Mà nhìn đâu thì biện cũng rất rõ ràng, tức là minh. Làm việc gì cũng là dứt khoát chứ không có chần chờ, không có suy nghĩ. Đó là dũng. Người xâm thiền thì có được nghi tình thì có ba cái đức tính này. Rồi chúng ta thấy là Ngài Viễn Công là giải tiếp. Người trí kẻ ngu, người hiền kẻ bất tiếu. Mà cũng như nước với lửa, người ngu thì không cần chi người trí rồi. Mà kẻ bất tiếu với cái người hiền thì là không thể ở chung được. Như nước với lửa không thể cùng chung một đồ vật, nó không thể khác được. Rồng vàng ở nước âu tù, người khôn ở với người khu, người ngu bực mình. Đó là câu ca dao mà ta hát. Rồng vàng thì trong nước âu tù hay là ở nước âu tù, mà người khôn ở với người ngu thì bực mình.
như nước như lửa không thể là hòa hợp được. Cho nên nhìn nó một người á thì biết người bạn bè của người đó. Nếu người tốt á, thì kết với bạn tốt, mà người xấu á, thì là kết với bạn xấu. Cho nên là họ đi tìm cái quen thuộc của nhau, tự đi tìm thôi. Sự ghen ma túy là cha mẹ cấm, nhà nước cấm, nhưng mà bạn bè nó hút, mày hút chút đi hay lắm, làm thử một cái rồi dính không buông được. Cái đó chỉ cần nói nhẹ cái, còn khuyên thôi, cha mẹ hết sức khuyên thì cũng không được. Như lạnh với nóng không thể đến cùng một thời, tức là lạnh là lạnh, nóng là nóng thôi, chứ lạnh với nóng không thể cùng một lúc được. Giờ mình có cái máy lạnh cái máy nóng, hai cái mình phát là mình ngồi giữa đâu có chịu được đâu, tức là không thể đồng thời được. Nóng là nóng, lạnh là lạnh rồi. Nếu chưa trẻ cho rõ ràng thì kẻ trí hiền sĩ thì thuần đoan, tức là kẻ trí hiền sĩ thì thuần đoan hậu, lấy đạo đức nhân nghĩa làm mưu kế, tức là kế sống của người trí là đạo đức lễ nghĩa. Phát ra một lời nói hay là một công việc chỉ sợ chẳng hợp với nhân tình, chẳng thông với lý của sự vật. Kẻ bất tiếu thì gian hiểm, dối trá, nịnh bợ, cậy mình khoe hay, ham danh trục lợi, chẳng đoái tới hết thảy mọi người. Nếu chốn thiền tâm mà được người hiền thì lấy đạo đức làm bản vị tu hành, lấy kỷ cương làm mẫu mực, lấy pháp địch cũng do đó mà thành. Nếu không may gặp kẻ bất tiếu thì chỉ là làm cho rối quần loạn chúng, gây trong ngoài không yên, dẫu là đại trí lễ phép cũng không thể đem ra để thi số được. Cái trí người ngu, người hiền kẻ bất tiếu, hơn kém như vậy cần phải lựa chọn cẩn thận, tức là lựa bạn mà chơi đó. Các ngài phân biệt cho chúng ta, nếu mà tùng lâm có người trí lễ nghĩa phép tắc thì là tùng lâm nó hương thịnh. Cho nên các vị thấy có những cái đạo tràng hết sức đông phải không, quá đông, nhưng nơi đó là quá tốt người ta mới tới chứ. Đất lành chim đậu mà, cho đất không lành là chim đâu có đậu đâu. Thì nơi có đạo đức thì tùng lâm hương thịnh thôi, chỗ nào thiếu thì sẽ vắng vẻ thôi. Chúng ta tham khảo tiếp. Ngài Viễn Công nói, người chủ trì thì ngồi trên phải khiêm cung, tiếp kẻ dưới, tức là khi ứng xử đó thì mình không có biểu thị là mình là cái ngôi vị người lớn, dù có là vỡ phạt hay là sách tấn cũng không có ra vẻ là ta đây là cái người trên trước, là thầy, là trụ trì, là giám sư, là hòa thượng, mà phải dùng những cái lời rất ân cần để mà nói. Nếu mà mệnh lệnh không á thì người ta làm nhưng mà không phục. Mà lời nói cũng là một lời nói không mất tiền mua, mà lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cũng như ông bà mình thường nói là chim khôn á thì kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Người chấp sự ở dưới cũng phải tận tình để phụng sự người trên. Trên dưới đã hòa thời cái đạo của trụ trì không vậy. Người ở địa vị trên mà kêu cứ tự tôn, kẻ chấp sự ở dưới lại lười biếng.
khinh lần tự sơ, tức là làm qua loa, làm trả lễ thôi, chứ không có chú tâm mà làm. Do ở trên là tự tôn tự đại, cho nên dưới nghe làm, mà làm là cho có để trả lễ thôi, cho nên việc làm không có sạch, không có đạt, không có tôn tất. Cái tình trên dưới chẳng ăn nhiệt với nhau, thời cái đạo của trụ trì tất bế tắc, tức là trên thuận dưới hòa đó, thì nó mới hành thông. Cổ nhân trụ trì khi nhận